quyền thoại người Brazil, Ronaldinho mới đây đã có những quyết định gây sốc với bóng đá thế giới ở độ tuổi 39. Cụ thể, nhiều khả năng, huyền thoại với đôi chân ma thuật sẽ trở lại thi đấu bóng đá đỉnh cao sau hơn một năm tuyên bố giải nghề. Hồi tháng 1 năm 2018, người đại diện của Ronaldinho tuyên bố anh sẽ không bao giờ trở lại sân cỏ chuyên nghiệp. Khi đó, huyền thoại người Brazil đã 37 tuổi và không còn thi đấu bóng đá đỉnh cao từ năm 2015. Trong quá thời gian giải nghề đó, Ronaldinho thường góp mặt ở các sự kiện lớn của thế giới như Champions League hay World Cup. Ngoài ra, anh cũng tham gia một số trận đấu futsal nhằm gây quỹ từ thiện tại quê nhà Brazil của mình. Những tưởng sự nghiệp thi đấu đầy vinh quang của Ronaldinho đã khép lại, thế nhưng mới đây, giám đốc kỹ thuật Marco Valencia của câu lạc bộ Boca Cara bất ngờ chia sẻ với giới truyền thông về việc sẽ chiêu mộ huyền thoại 39 tuổi này. "Tôi xác nhận rằng có khả năng Boca Cara sẽ ký hợp đồng với Ronaldinho. Tôi chưa thể kết luận vào lúc này. Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Mọi người cần kiên nhẫn để xem xét kết quả cuối cùng của thương vụ này. Chúng tôi đang đàm phán với các nhà đầu tư, những người sẵn sàng tài trợ trong quá trình ký hợp đồng với Ronaldinho. Về cơ bản, Ronaldinho háo hức trước viễn cảnh gia nhập một đội bóng nhỏ và góp phần dùng tên tuổi để quảng bá." Sự nghiệp của Ronaldinho thực sự thăng hoa khi anh khoác áo cho câu lạc bộ Barcelona. Tại Camp Nou, anh giành được hai danh hiệu La Liga và một cúp bạc Champions League 2006. Không những vậy, anh còn được vinh danh tại quả bóng vàng FIFA năm 2005. Nổi tiếng với kỹ thuật thiên bẩm, sự tinh quái, khả năng rê dắt bóng, sút bóng trên cao, chuyền bóng không cần nhìn và đá phạt trực tiếp, Ronaldinho được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình. Thế nhưng, anh cũng có những sở thích ăn chơi, thác loạn khá đặc biệt. Vào thời gian tới, rất có thể chúng ta sẽ được thấy Ronaldinho trở lại với môi trường bóng đá đỉnh cao.